Còn tiếp tục hôm nay cho tất cả những người mà muốn lên làm chứng được lên đây chia sẻ với anh chị em để mừng các thánh con. Dạ, trước tiên con xin kính chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Isabel Trương Thị Thu Hoa, con đến từ giáo xứ Quảng Biên, Đồng Nai ạ. Con bà Thánh Hoa, hôm nay bà Thánh Hoa được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ, trước tiên con xin phép cha và cộng đoàn cho con được chia sẻ việc mầu nhiệm mà Chúa đã soi sáng cho con và chữa lành bệnh cho con. Dạ, cách đây cũng 4 tháng rồi, trong xóm con có gia đình đi Cha Long, thì con trai của con mới xin đi theo, là đi là để ở lại để dâng lễ, về tới nhà là 10 giờ tối ạ. Về con nói mẹ ơi mẹ bị đau đầu, mẹ đi lên Cha Long đi, mẹ lên mẹ sẽ hết bệnh cho mà coi. Con mới nói lại về cha, vậy con là đi lên Cha Long thì cha cũng giống như cha bình thôi mà sao mà làm bệnh, thì có thuốc gì không con? Thì con mới nói dạ không có thuốc gì hết, mẹ đi là mẹ phải có đức tin. Rồi mẹ lên đó là có cha và cộng đoàn, và cha sẽ đặt tay cho mẹ, mẹ về mẹ cầu xin Chúa là mẹ sẽ hết bệnh. Dạ thưa cha và cộng đoàn, cái bệnh con đi khám bệnh thì bị rối loạn thần kinh bị gần 20 năm rồi, mà tháng nào con cũng đi bệnh viện hết, mà chỉ thuốc thì uống mà đau là vẫn đau. Nhưng mà thưa cha là con cũng nghe nói cha nói tới cha, nhưng mà con không phải là con không tin, nhưng mà nói thật ra là con đi là con say xe dữ lắm, con đi con về là con đau tới 3 ngày con mới tỉnh. Nhưng mà thứ tư vừa rồi là con, mà từ ngày con nghe con nói như vậy là trong lòng con cứ náo nghĩ về cha thôi. Nhưng thứ tư vừa rồi thì con mới nói say thì say cùng đi, thì con lên đây thì không phải như ở nhà con nghĩ. Con thấy là quá sức, mọi người đi rất là đông, thì con mới việc giải khẩn và con vô cha đặt tay và con ở lại để dâng thánh lễ. Thì con về, con đi ngày thứ tư, là về tối thứ tư, tối thứ năm, tối thứ sáu, nó đau dữ dội lắm. Thì con mới nói thầm trong bụng là con nói Chúa ơi sao con đi mà sao bình con nức đau quá Chúa ơi. Thì tối thứ bảy con đọc kinh lòng Chúa thương xót, và con rót ra một ít nước thánh mà cha đã làm phép hồi ngày thứ tư. Con uống xong một cái con vô nằm coi tivi, thì tự nhiên con cảm nhận là cái đầu của con thằng nhẹ như bóng vậy, là con nằm mà con không dám nói lên, con nói thì con cảm nhận thì con nói trong lòng là Chúa ơi không lẽ Chúa chữa bệnh cho con. Thì nguyên một đêm từ bài đó là con không ngủ được vì con mừng quá. Đến sáng chủ nhật thì con một đêm con không đi lễ ngày chủ nhật, nhưng mà chia lại con mới đi. Thì nguyên cái ngày chủ nhật cho đến ngày hôm nay là con cảm nhận là con đã hết bệnh rồi. Con cảm nhận là con đã hết bệnh rồi thì con rất là mừng và tạ ơn Chúa vì đã cái cảm giác này của con suốt 20 năm con chưa có. Tại vì nặng nề đéo bạn con gần 20 năm trời con chịu không nổi. Mình cho ngày hôm nay con quyết định đi lên để làm chứng việc Chúa mầu nhiệm đã chữa lành cho con, và cảm ơn cha và cộng đoàn đã dâng lời cầu nguyện cho con. Hallelujah! 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 Đây, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và đây là chàng chuỗi mình coi chuỗi lòng thương xót. Rồi đây là cái móc khóa. Đây là cái móc khóa. Ngày hôm nay con đi lên đây tạ ơn Chúa là con đem cả gia đình con đi luôn để tạ ơn Chúa, và 5 người cha.